khi ta mang ơn của ai, mà vội vàng tìm cách để trả ơn, vì sợ để lâu ơn sẽ nặng. Hay người làm ơn sẽ có dịp nhờ vả ta nhiều hơn. Như thế là trả ơn mà động lực chính là bội bạc. Khi ta là một kẻ giàu có hay có địa vị cao, mà ta ăn mặc xoàn xỉnh, rách rưới, với dụng ý để cho người ta trầm trồ khen ngợi, như thế là ta làm vẻ nhu mì, với dụng ý khoe khoang. Khi ta làm điều gì hay đẹp, do sự háo thắng, hay cốt cho mọi người khen ngợi, như thế là ta ngạo mạn, muốn được hơn người. Khi ta đến chùa, thành thật vì mục đích muốn hiểu đạo và cầu giải thoát, nhưng vì đến chậm hay thiếu chỗ, ta phải đứng lại sau người, hay ngồi nghe giảng vào hàng ghế cuối, hay ăn uống không được trọng đãi, vân vân. Ta đâm ra buồn phiền, trách móc. Tôi như thế này nè, mà nhà chùa để tôi đứng đằng sau, ngồi dưới, xem thượng xem khinh tôi, vân vân. Như thế là đến chùa để tìm thanh tịnh, mà lại hóa ra đi ôm ấp thêm phiền não ô trược. Những thí dụ trên cho chúng ta thấy, hoàn cảnh thì thanh tịnh, việc làm thì đẹp đẽ, mà động cơ thì bất tịnh, nhiễm ô. Vậy trong đời sống hàng ngày, mỗi lúc nghĩ, mỗi lúc nói, mỗi lúc làm, mỗi lúc nằm, ngồi, đi đứng, chúng ta phải luôn luôn tự xét xem đã thanh tịnh chưa. Trong trường hợp những nhiễm ô thô thiển dễ trừ, ta hãy mạnh dạn trừ ngay. Trong trường hợp những nhiễm ô sâu xa, vi tế, khó trừ, ta hãy tập phép quán nhị không để phá trừ ngã chấp và pháp chấp. Làm được như thế là ta đã dưỡng tánh thanh tịnh của Phật mà mỗi chúng ta đều sẵn có ở trạng thái tiềm tàng trong ta. Tánh Phật thứ 8 trong mỗi chúng ta là tinh tấn. Tinh là chuyên, thuần nhất, không xen tạp. Tấn là đi tới, không thối lui. Tinh tấn là luôn luôn chuyên tâm, nhất trí, cố gắng không ngừng để tiến tới một mục đích toàn thiện, tốt đẹp, sáng sủa, an vui. Theo nghĩa thông thường, tinh tấn nghĩa là siêng năng, chuyên cần. Nhưng trong chữ tinh tấn có hàm nghĩa chuyên cần, siêng năng, để đạt một mục đích chân chính, tốt đẹp, mục đích giải thoát, chứ không phải siêng năng chuyên cần trong mục đích không tốt đẹp, hẹp hòi, ích kỷ. Người học sinh chuyên cần học hành, thi đỗ, để có chức cao, quyền quý, vợ đẹp, hưởng lộc nhiều, như thế không gọi được là tinh tấn. Người trọc phú chăm lo làm giàu để thu lợi về mình cho nhiều, như thế không gọi được là tinh tấn. Chàng trai si tình chuyên tâm trì trí làm những việc kinh thiên động địa để được lòng người yêu, như thế không phải là tinh tấn. Người ham mê cờ bạc, mặc dù đã ngồi luôn 2 ngày 2 đêm, đầu đã nặng, lưng mỏi, vẫn cố gắng chăm chú ngồi đánh thêm mấy ván nữa, như thế không gọi được là tinh tấn. Tánh chất của tinh tấn trong đạo Phật là như sau đây. Tinh tấn trong đạo Phật có những tánh chất và phạm vi rõ ràng, đặc biệt như sau. Thứ nhất, tinh tấn đàn áp những điều ác chưa sanh. Những điều ác còn tiềm phục trong ta, ta đừng cho chúng phát sanh ra. Chẳng hạn từ trước đến nay, ta chưa bao giờ trộm cướp, gian tham, cờ bạc, rượu chè, thì từ nay về sau, ta phải tinh tấn giữ gìn cho những hành động xấu xa ấy cũng không bao giờ phát sanh.
thứ hai, tinh tấn diệt trừ những điều ác đã phát sinh. Như khi ta đã lỡ tạo những điều ác, trộm cướp, dâm dật, rượu chè, vân vân, ta phải siêng năng quyết tâm trừ bỏ, đừng để cho chúng tiếp tục nữa. Thứ ba, tinh tấn làm phát sinh những việc lành chưa phát sinh. Như từ trước đến nay, ta chưa hề giúp đỡ người nghèo khổ, chưa binh vực kẻ yếu hèn, chưa đi chùa lễ Phật. Bây giờ ta quyết tâm thực hiện những điều ấy. Thứ tư, tinh tấn làm tăng trưởng những việc lành đã phát sinh. Như từ trước đến nay, ta đã giúp đỡ người nghèo khổ, đã binh vực kẻ yếu hèn, đã đi chùa lễ Phật, tu tâm dưỡng tánh. Bây giờ ta tiếp tục làm những công việc tốt đẹp ấy nhiều hơn nữa. Tóm lại, tinh tấn là siêng năng, chăm chú, cố gắng không ngừng nghỉ trong công việc diệt trừ, chặn đứng cái xấu, cái ác, và làm phát sinh, tăng trưởng cái đẹp, cái thiện, với mục đích cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Công năng của tinh tấn. Tinh tấn là một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy ta tiến mau trên đường thiện. Không có tinh tấn, thì dù ta có sáng suốt bao nhiêu, có nhân từ đức hạnh bao nhiêu, có dự định bao nhiêu chương trình tốt đẹp, ta cũng không làm được việc gì có ích lợi cho đời ta và cho xã hội. Tinh tấn như dầu xăng trong bộ máy xe hơi. Máy dù tốt, người lái dù giỏi, mà không có xăng, chiếc xe hơi vẫn nằm ì một chỗ. Những bậc vĩ nhân, những đấng cứu thế, danh lưu muôn thuở, cũng nhờ luôn luôn tinh tấn, với một ý chí dũng mãnh, quyết tâm giúp ích cho đời. Thất bại không làm cho họ ngã lòng, trở ngại không làm cho họ thối chí. Nhờ tinh tấn, họ đã chiến thắng tất cả, từ ngoại cảnh đến nội tâm. Nhờ tinh tấn, họ đã đạt được những nguyện ước tốt đẹp, cao quý nhất của nhân loại và nêu cao gương sáng cho hậu thế soi chung. Một nhà Tây triết có nói, thế giới này thuộc về những ai có ý chí và nghị lực. Tinh tấn chính là ý chí và nghị lực sắt đá của những ai muốn tiến đến địa vị Phật Đà. Người tu hành không có tinh tấn, chẳng khác gì kẻ muốn vượt qua bể rộng mà chẳng có thuyền bè. Bao nhiêu những đức tính quý báu đã nêu lên trong tập sách này: từ bi, trí tuệ, bình đẳng, lợi tha, vân vân, sẽ trở thành những tiếng nói suông, không có tác dụng gì cả nếu thiếu tinh tấn. Cho nên lời dặn cuối cùng của Đức Phật Thích Ca với các đệ tử, trước khi từ giả cõi đời để nhập Niết Bàn, là: hỡi các đệ tử, hãy tinh tấn lên để được giải thoát. 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 Gương tinh tấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu trên đời này có một gương tinh tấn rực rỡ, cao quý nhất, thì đó là gương tinh tấn của Đức Bổn Sư Thích Ca. Với ý nguyện vĩ đại và cao xa nhất mà người đời chưa ai từng nghĩ đến, là tự giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi và tìm con đường giải thoát ấy cho toàn thể chúng sanh. Với ý nguyện ấy, Đức Phật đã cương quyết lìa bỏ cung điện, ra đi trong đêm tối. Ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, không níu chân Ngài lại được. Thành cao hố hiểm, quan quân, không ngăn chặn được bước tiến của Ngài. Thâm sơn cùng cốc,
rừng thiên nước độc, không làm ngài nản lòng. Giông tố bão bùng, nắng mưa đói rát, không làm ngài nhục chí. Một khi đã ra đi, ngài không bao giờ quay đầu nhìn lại quá khứ yên vui để tiếc nuối. Con đường của ngài là ở trước mặt, là ở trên cao, luôn luôn phải nhìn lên, bước tới. Đạt được mục đích này, ngài tiếp tục tiến đến mục đích khác, luôn luôn để lại sau mình những bước đã đi qua mà không bao giờ quay trở lại. Mỗi bước đi là mỗi bước tiến. Lúc chưa tìm được đạo, ngài quyết tâm tìm cho được đạo. Khi đã tìm được đạo rồi, ngài quyết tâm dẫn dắt chúng sanh lên đường đạo ấy. Tự giác rồi giác tha, và đeo đuổi mãi công việc ấy cho đến bao giờ giác hạnh viên mãn. Đó là những công việc đã thành tựu nhờ tinh tấn. Có ai đã có được một ý chí dũng mãnh như ngài, tìm đạo cho đến quên ăn, quên ngủ, chết liệm ở giữa rừng vì đói khát? Có ai đã nói được một câu quyết liệt, đầy nghị lực sắt thép như ngài? Nếu không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không rời khỏi chỗ ngồi này. Có ai đã ngồi tham thiền suốt 49 ngày liền dưới gốc bồ đề, giữa khoảng rừng già u tịch, mà không một phút thối chuyển? Không, không một ai khác ngoài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Gương tinh tấn nghị lực siêng năng ấy gây được bao nhiêu ảnh hưởng tốt đẹp quý báu cho đời, và nhất là cho các đệ tử ngài. Tổ sư Đạt Ma ngồi tham thiền 9 năm, xoay mặt vào tường không nói. Ngài thần quang đứng cầu pháp cho đến nỗi tuyết ngập đến đầu gối. Ngài Huyền Trang vượt mấy mươi vạn dặm đường trong giá tuyết và nắng lửa, từ Trung Hoa sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Thật là những gương sáng của tinh tấn, nghị lực, kiên nhẫn đã gây biết bao khích lệ trong lòng chúng ta, và làm cho chúng ta càng thêm phấn khởi và quyết tâm trên đường tu học. Người Phật tử phải trau dồi tánh tinh tấn như thế nào trong đời sống hàng ngày? Trước tiên, muốn trau dồi tánh tinh tấn cho có kết quả, chúng ta phải đề phòng những trường hợp sau này. Tánh háo thắng là một tánh xấu, có thể làm trở ngại rất nhiều trong công việc trau dồi tinh tấn của chúng ta. Có nhiều người vì tánh háo thắng, muốn tỏ ra ta có tài đức hơn người, nên muốn làm những việc vĩ đại tày trời. Những sức lực tài năng của họ có hạn, nên dù họ có cố gắng tinh tấn bao nhiêu cũng vô ích. Giả tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Chẳng hạn có anh chàng mới tập lội, nghe người ta thách bơi qua sông rộng, cũng nhận lời thách đố ấy. Anh ta dù có cố gắng đem hết sức lực ra để bơi, cũng không thoát khỏi tai nạn chết chìm ở giữa sông. Điều thứ hai cần đề phòng là sự hấp tấp, nóng nảy, muốn mau đạt được kết quả. Sự gì, vật gì cũng đều cần có một thời gian để phát triển, trưởng thành. Nếu ta quên sự thật ấy, thì không làm được việc gì có kết quả hết. Bắt cây mạ non phải trổ bông kết hạt bằng cách bỏ thật nhiều phân, tưới thật nhiều nước, nhóm gốc nó lên, kéo dài lá nó ra, vân vân. Bao nhiêu công phu chăm sóc ấy chỉ đem đến một kết quả tai hại, là làm cho nó chấn chết yểu chết non mà thôi. Người mới tập đọc mà đã tìm những sách triết lý uyên thâm để đọc, thì dù có cố công trì trí, đêm ngày nghiền ngẫm, không rời quyển sách, rốt cuộc cũng không hiểu gì hết, và đâm ra chán nản ngã lòng.